Khổng Tử cũng đã nói rồi, không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn, hiểu chưa? Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này cũng mà đầy. Đừng bao giờ nhìn người khác giỏi một lĩnh vực nào đó và mình phải cố gắng giỏi y hệt họ, bởi vì mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Đúng. Thế nên người ta mới nói là đừng bao giờ đánh giá con cá qua khả năng leo cây của nó là vậy. Em phải tìm ra được thế mạnh của mình để mình tự tin với nó, chứ không nên so sánh với người khác. Còn nếu như có so sánh ấy, thì so sánh với chính bản thân mình ấy. Xem ngày hôm nay so với ngày hôm qua mình có làm tốt hơn không.